Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Giải Cờ tướng tỉnh Cao Bằng năm 2023. Đến dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành. Tham gia giải có 11 đội, 42 vận động viên đến từ các đơn vị, huyện, thành phố, câu lạc bộ trên địa bàn, thi đấu ở hai nội dung, đồng đội và cá nhân. Thể thức thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, 9 ván. Đây là giải cờ tướng được tổ chức thường niên, góp phần tạo sân chơi cho các vận động viên, người yêu thích bộ môn cờ tướng, có dịp được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, phong trào môn cờ tướng nói riêng. Ban tổ chức đã trao giải nhất của nội dung đồng đội cho đội Hòa An, giải nhì thuộc về đội thành phố, giải ba thuộc về các đội Trung Khánh, Công an tỉnh và 6 giải khuyến khích. Ở nội dung giải cá nhân, trao 14 giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Ngày 12 tháng 11, đồng chí Hoàng Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư tổ 10, phường Ngọc Xuân, thành phố. Tổ dân phố 10 có 240 hộ với trên 900 nhân khẩu, có 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Hỗ trợ tu sửa nhà cho 2 hộ với số tiền 60 triệu đồng. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đường làng ngõ xóm được phát quang sạch sẽ. Thành lập đội văn nghệ của tổ, các hoạt động thể thao sôi nổi. Tổ có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa. Tại ngày hội, bà con nhân dân trong tổ đã ủng hộ quỹ vì người nghèo và ký cam kết thi đua. Khu dân cư biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu và tặng quà người uy tín. Sáng 12 tháng 11, đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Tổ dân phố Tân Thịnh có 220 hộ, 9 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,09%. Trong năm, đã vận động đóng góp hơn 700 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, trong đó nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng. Các hộ gia đình đã được vay vốn phát triển kinh tế hơn 8 tỷ đồng. 160 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức biểu dương những kết quả đã đạt được của tổ dân phố, mong muốn nhân dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia được vững chắc. Đoàn đã trao tặng cho tổ dân phố suất quà trị giá 5 triệu đồng và 9 suất quà cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 12 tháng 11, khu dân cư tổ 8 phường Hợp Giang, thành phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội các đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tổ 8 phường Hợp Giang có trên 300 hộ gia đình với gần 1.200 nhân khẩu, được chia thành 8 cụm liên gia. Trong năm, nhân dân trong tổ nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện đóng đầy đủ các loại quỹ, duy trì quỹ tổ được gần 30 triệu đồng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình, chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, dịp lễ, Tết. Xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch đẹp. Phong trào văn nghệ thể thao được duy trì. Tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa và đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Có trên 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các cấp đã trao tặng hoa và quà cho khu dân cư tổ 8 và 25 hộ gia đình tiêu biểu và người có uy tín trong tổ. Nằm trong chuỗi các hoạt động tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, Đoàn Công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc vừa bàn giao mô hình sinh kế hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại xóm Đòn Ỏi, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, đoàn công tác đã đến thăm mô hình tổ hợp tác chăn nuôi vịt cỏ của 3 hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hộ bà Lâm Thị Tiên, Nông Thị Thu và Lục Thị Hiếu. Với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp hỗ trợ của các thành viên cụm thi đua, các hội viên đã phát triển chăn nuôi giống vịt cỏ Trung Khánh. Đây là một trong những đặc sản của địa phương được khách hàng ưa chuộng. Đến nay, đàn vịt đã sinh trưởng và phát triển tốt. Hỗ trợ trao sinh kế cho phụ nữ nghèo là hoạt động thường niên của cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện cho các hội viên nghèo có vốn làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ngày 11 tháng 11, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25 CTTU ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, triển khai một số nội dung về xây dựng đề án vị trí việc làm với tất cả các đơn vị trong toàn ngành và các trạm y tế có kết nối trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Hội nghị triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong việc củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tổ chức đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư cho y tế cơ sở, triển khai công văn số 3025 ngày 7 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn số 3202 ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Sở Nội vụ về triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm. Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm. Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những ý kiến đóng góp đối với dự thảo kế hoạch, đề nghị các vị nghiên cứu kỹ các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, bố trí thêm nhân lực tập trung cho việc xây dựng đề án vị trí việc làm để hoàn thành đúng tiến độ thời gian. Đoàn công tác huyện ủy Trung Khánh vừa làm việc tại 3 xã Phong Châu, Đức Hồng và Phong Nằm về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm và định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Đoàn đã đi khảo sát thực tế các mô hình phát triển kinh tế có thế mạnh và tiềm năng của từng địa phương, kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình đường giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng đầu năm đều đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, xã Phong Châu, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 195 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn, bằng 109% kế hoạch. Thuốc lá trồng 66 ha, đạt 112% kế hoạch. Di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 80% chỉ tiêu, đạt 6 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Đức Hồng gieo trồng trên 1.000 ha, bằng 106% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 4.800 tấn, bằng 105% kế hoạch, trồng trên 38 ha thuốc lá, bằng 223% kế hoạch. Xã Phong Nạm hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia đang thi công với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện đề nghị trong thời gian tới, các xã cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển các cây trồng có thế mạnh thành vùng sản xuất quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý xây dựng, hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, phối hợp với các phòng ban của huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngày 11 tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình thiện nguyện xây dựng hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho xã Phong Châu, huyện Trung Khánh. Tại buổi lễ, đoàn đã tặng cho xã Phong Châu 36 bộ đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 90 triệu đồng. Việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời cũng góp phần chung tay cùng với xã Phong Châu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Hóa An vừa đến giám sát tình hình thực hiện dự án 3 phát triển nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Dân Chủ và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. Tại xã Dân Chủ, tổng nguồn vốn được giao thực hiện dự án 3 hơn 2 tỷ 720 triệu đồng. xã đã ký hợp đồng với tổ cộng đồng để thực hiện và tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản, xây dựng dự án hỗ trợ phân bón chuyên dùng cho cây thuốc lá. Dự kiến tổng nguồn vốn dự án 3 chưa thực hiện được trong năm 2023 hơn 1 tỷ 049 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện được giao hơn 11 tỷ 400 triệu đồng. Đã triển khai, rà soát nhu cầu tham gia chuỗi liên kết, xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, thực hiện 3 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, 1 mô hình trồng cây quế theo chuỗi giá trị với số vốn hơn 9,9 tỷ đồng. Dự kiến số vốn chưa giải ngân xin chuyển nguồn sang năm 2024 là hơn 1,4 tỷ đồng. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị đề xuất các giải pháp để triển khai dự án hiệu quả. Đoàn giám sát đề nghị hai đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 3, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình liên kết thuộc dự án để phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện từng mô hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ giải ngân. Chào mừng 93 năm ngày truyền thống, ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng loạt các khu dân cư, tổ xóm trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ý nghĩa. Tham dự ngày hội đại đoàn kết tại tổ 1 phường Đế Thám có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở và 240 hộ dân trong khu dân cư. Năm 2023, nhân dân trong tổ đoàn kết tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh. Nhân dân ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 2,2 triệu đồng, thực hiện công tác khuyến học trên 4 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động, xây dựng vườn hoa cây cảnh và sân thể thao. Có 217 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 90,4%, 9 hộ gia đình văn hóa giai đoạn 3 năm. Tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Dịp này, lãnh đạo phường Đế Thám và tổ dân phố đã trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và người uy tín trong khu dân cư. Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân tổ dân phố 4, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn khu dân cư trong năm 2023 với việc thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào từ thiện, hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội, đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt tiêu chuẩn về an toàn, về an ninh trật tự. Có 109 trên 124 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 87,9% và có 91 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa giai đoạn 3 năm liền kề từ năm 2021 đến năm 2023. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân tổ 2 phường Sông Hiến đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước được thể hiện đặc sắc, sáng tạo. Tổ có 224 hộ với 920 nhân khẩu. Năm 2023, nhân dân trong tổ thực hiện tốt các mô hình sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, phong trào vì thành phố tôi yêu, tuyến đường không rác, mô hình tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường được đẩy mạnh, vận động gây quỹ khuyến học được gần 7 triệu đồng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện gần 50 triệu đồng. Có 192 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 94,6%, 172 hộ gia đình văn hóa giai đoạn 2021-2023. Tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa và tổ an ninh trật tự. Tại ngày hội, ban tổ chức đã phát động nhân dân quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 10 triệu đồng. Tổ 11 phường Hợp Giang có 210 hộ dân với 910 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Năm 2023, nhân dân trong tổ đã ủng hộ các loại quỹ gần 30 triệu đồng, đẩy mạnh phong trào vì thành phố thân yêu, ngày Chủ nhật xanh, phong trào 503 sạch, tuyến đường không rác, mô hình tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Tổ có 183 trên 195 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95,8%. Tổ đạt danh hiệu tổ văn hóa và đạt tổ an toàn về an ninh trật tự. Tại ngày hội đại đoàn kết các dân tộc của tổ 10 phường Sông Bằng, chương trình văn nghệ với các tiết mục nhảy vũ điệu tập thể, hát dân ca, hát then đàn tính, mang đậm bản sắc dân tộc, được thể hiện sôi động, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển. Với hơn 200 hộ, trong đó 75% số hộ sản xuất chăn nuôi, kinh doanh các lĩnh vực tổng hợp. Năm qua, khu dân cư luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để nâng cấp tuyến đường đi qua khu dân cư, tiếp tục xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng rau hữu cơ theo chuỗi giá trị, triển khai các mô hình tổ hòa giải, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ liên gia tự quản đi vào hoạt động có hiệu quả. Năm 2024, nhân dân trong tổ tiếp tục đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư, xây dựng hệ thống các thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ sở. Dịp này, các hộ gia đình tiêu biểu được khen thưởng, tôn vinh, các hộ đã tham gia quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Với hơn 200 hộ dân, trong năm qua, nhân dân tổ 2 phường Đế Thám luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo quản, giữ gìn vệ sinh nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường, tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ được phát động, tham gia tổ chức diễn tập phòng thủ cấp phường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày, 11 đến 12 tháng 11, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, phong phú, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong đó, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày hội với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, các hoạt động giao lưu thể thao như bóng chuyền hơi, kéo co, thi đấu cờ tướng, lay cỏ, diễn ra vui tươi, sôi nổi, góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Khu dân cư tổ 4, 6 phường Tân Giang có 208 hộ dân với 824 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, nhân dân hai tổ luôn đoàn kết, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2023, nhân dân quyên góp tiền ủng hộ các loại quỹ, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo 270 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn sinh kế cho 8 hộ dân với số tiền 280 triệu đồng, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua bình xét, tổ 4 đạt trên 93%, tổ 6 đạt 91,8% hộ đạt gia đình văn hóa, 8 hộ gia đình được tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Dịp này, tổ dân phố đã biểu dương khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu, phát động tham gia quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Trong năm qua, nhân dân trong tổ dân phố 9 phường Tân Giang luôn đoàn kết thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động. Số hộ kinh tế khá giả tăng hàng năm, 98,5% hộ dân có nhà ở kiên cố. 100% gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới việc tang. Có 95,4% hộ dân đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt văn hóa và đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Dịp này, lãnh đạo thành phố trao quà cho người có uy tín, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cá nhân đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ủng hộ quỹ vì người nghèo và ngày hội 4 triệu đồng. Xóm Hồng Quang 1, xã Hưng Đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 với sự tham dự của Thiếu tướng Lê Hùng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu và đại diện lãnh đạo Thành ủy Cao Bằng. Thời gian qua, nhân dân khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp gần 30 triệu đồng trên 30 ngày công lao động, xây dựng các tuyến đường, tuyến mương nội đồng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trên 80% hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định, đóng góp các loại quỹ trên 15 triệu đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, 23 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Xóm được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Trong không khí sôi nổi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 5 phường Ngọc Xuân, đại biểu và nhân dân trong tổ đã ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trong năm, tổ kịp thời tuyên truyền, triển khai các văn bản, chính sách mới của cấp trên tới toàn thể nhân dân. Toàn tổ dân phố 106 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2023 bằng 95,4%, tham gia ủng hộ các loại quỹ trên 8,4 triệu đồng, đóng góp xây dựng nhà văn hóa tổ 286 triệu đồng và quyên góp ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, khuyến học được gần 16 triệu đồng. ngày hội đại đoàn kết của tổ dân phố 10 phường Hợp Giang được chuẩn bị tổ chức với phần lễ trọng thể, các tiết mục do các hạt nhân văn nghệ của tổ tham gia biểu diễn, tăng thêm không khí vui tươi của ngày hội. Tổ có 204 hộ gia đình với 775 nhân khẩu. Nhân dân trong tổ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo khuyến học trên 20 triệu đồng. 100% hộ gia đình hưởng ứng tham gia cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhân dân ở tổ dân phố luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Năm 2023, tổ có 188 trên 204 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,1%. Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo huyện Hòa An đã tặng quà chúc mừng và chung vui cùng nhân dân. Khu dân cư xóm Thái Cường, thị trấn Nước Hai có 124 hộ dân với 470 nhân khẩu. Trong năm qua, Ban công tác mặt trận của xóm, các đoàn thể và nhân dân trong xóm đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong xóm được nâng cao. Xóm không còn hộ nghèo, được công nhận là khu dân cư văn hóa năm 2023. Xóm Bình Lương là xóm vùng 3 của xã Hùng Việt, có 40 hộ dân, 178 nhân khẩu, có 6 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo. Nhân dân trong xóm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao ngày càng được nâng cao và phát triển. Các đoàn công tác đã tặng quà cho khu dân cư các xóm, tặng các suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong không khí vui tươi, nhân dân các khu dân cư đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ và tổ chức trò chơi dân gian, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu và bà con nhân dân. Tại huyện Hà Quảng, lãnh đạo huyện đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bản Láp, xã Quý Quân. Xóm hiện có 78 hộ với 345 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Nùng, Mông cùng sinh sống. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân xóm nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, còn 5 hộ nghèo chiếm 0,06%, 1 hộ cận nghèo chiếm 0,01%. Qua bình xét, có 65 trên 78 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền. Đoàn công tác của huyện đã tặng quà cho xóm và người có uy tín tiêu biểu của xóm. Cấp ủy chính quyền xã tặng các phần quà cho ban công tác mặt trận và các cá nhân. Tại khu dân cư tổ 9 phường Hợp Giang, thành phố, mở đầu ngày hội đại đoàn kết các dân tộc là các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Tổ có trên 220 hộ dân, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống. Đại đa số có đời sống kinh tế ổn định, nhiều hộ gia đình khá giả. Trong năm, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% các hộ gia đình ủng hộ quỹ vì người nghèo và các loại quỹ được hơn 25 triệu đồng. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và chấp hành luật giao thông đường bộ. Năm 2023, có 200 gia đình văn hóa, trong đó 30 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Khu dân cư đạt danh hiệu tổ dân cư văn hóa, khu dân cư an toàn trật tự. Dịp này, tổ đã trao cờ Tổ quốc Việt Nam cho 4 gia đình và trao quà cho các hộ gia đình khó khăn. Tại tổ 1 phường Hợp Giang, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong không khí sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, hát, múa, nhảy dân vũ mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước do bà con khu phố và một số cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn biểu diễn. Tổ có 198 hộ với 728 nhân khẩu. Trong năm, nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao do các cấp phát động. Có 184 trên 198 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm gần 93%. 139 hộ đạt gia đình văn hóa giai đoạn 3 năm 2021-2023. Tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, được tặng giấy khen trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, tổ khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023 và phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa năm 2024. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 6 thị trấn Bảo Lạc mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc. Tổ dân phố 6 có 152 hộ với 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đô thị văn minh, khu phố xanh sạch đẹp. 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa, 100% hộ gia đình có nhà xây cấp 4 trở lên, an ninh trật tự đảm bảo. Trong năm, 126 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ hơn 82%, 18 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. Năm 2024, tổ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng một năm, có trên 90% đạt gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký tham gia các phong trào thi đua, luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và giữ gìn phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc. Xóm Bác Riệu có 83 hộ với 335 nhân khẩu là người dân tộc Tày. Năm 2023, nhân dân trong xóm luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy ước, hưởng ước, đẩy lùi tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, xóa đói giảm nghèo. Tăng hộ giàu. Qua bình xét, có 69 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 84% và 2 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Trong không khí sôi nổi của ngày hội, các khu dân cư tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ và thi đấu thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng thêm tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Sở Ngoại vụ vừa tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại trong tình hình mới cho 60 đại biểu là cán bộ, công chức, trưởng xóm, người có uy tín tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung chuyên đề, thông tin thời sự trong nước và quốc tế, công tác đối ngoại của nhân dân trong tình hình mới, thông tin đối ngoại về công tác biên giới lãnh thổ, những nội dung chính của quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, công tác thỏa thuận quốc tế cấp địa phương, những nội dung chính của Nghị định số 80/2020/NDCP ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Cao Bằng vừa phát động giải chạy BIDV Run Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng, các câu lạc bộ, nhóm chạy bộ trên địa bàn. Giải chạy diễn ra trong 22 ngày, từ ngày 12 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 năm 2023, được tổ chức online trên ứng dụng thể thao BIDV Run hoặc website run.bidv.com.vn. Toàn bộ thành tích của các vận động viên sẽ được quy đổi thành tiền từ 1.000 đến 3.000 đồng trên km, do BIDV tài trợ để tặng quà cho người nghèo đón Xuân Giáp Thìn năm 2024. Từ năm 2019 đến nay, hai sự kiện giải chạy thiện nguyện thường niên của BIDV đã thu hút gần 270.000 lượt vận động viên tham gia, ghi nhận 15,8 triệu km và quy đổi 59,8 tỷ đồng, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Gần 300.000 phần quà Tết đã tặng cho đồng bào nghèo cả nước, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Dịp này, BIDV chi nhánh Cao Bằng trao giải cho các vận động viên đạt top 1.000, 2.000, 3.000 của giải chạy BIDV Run cho cuộc sống xanh tháng 4 năm 2023. Đội BIDV Cao Bằng có 231 vận động viên, kết quả chạy tổng cộng gần 20.000 km và đóng góp hơn 82 triệu đồng ủng hộ hoạt động trồng cây xanh và xây nhà cộng đồng tránh lũ, xếp hạng 39 trên 538 đội và là một trong 8 đội đạt giải có tỷ lệ vận động viên đạt chứng nhận tham gia chương trình cao nhất. Sau lễ phát động, 150 vận động viên đến từ các đơn vị, câu lạc bộ, nhóm chạy đã cài đặt phần mềm và tham gia giải chạy. Ngày 11 tháng 11 tại xã Đức Hạnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lâm tổ chức khai mạc lớp truyền dạy nghề đan lát và thêu thùa dệt vải cho 288 học viên là người dân tộc Lô Lô tại 4 xóm Cà Đồng, Cà Pèn A, Cà Pèn B, xóm Cà Mèng. Lớp học được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023 với 48 nghệ nhân trực tiếp truyền dạy các nghề dệt vải, quay sợi, kỹ thuật cắt, khâu, thêu, kép vải trên trang phục truyền thống, dạy đan lát. Các học viên được trang bị công cụ, nguyên liệu và tiến hành học tập, thực hành thêu các họa tiết trên trang phục truyền thống, khăn đội đầu, túi xách và một số sản phẩm lưu niệm. qua lớp học, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, gắn với việc liên kết, thúc đẩy hoạt động du lịch của huyện. Đây cũng là hoạt động góp phần tích cực triển khai thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9 của chương trình Mục tiêu Quốc gia về đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2023. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.